một nhân tố là tập khí truyền đạo rất mạnh. Nhân tố thứ hai là ngoại duyên mê hoặc, lực lượng mê hoặc rất lớn. Bên ngoài là duyên, do cặp duyên, quả báo liền phát sanh. Vì có nghiệp nhân, ngoài không có duyên, không gặp duyên, hạt giống của nghiệp nhân này vĩnh viễn không tiêu diệt. Nhưng quý vị cần chú ý, hạt giống này lúc thọ báo, sau khi thọ báo rồi, nó lại tạo nghiệp. Không phải là sau khi tôi thọ báo, hạt giống này liền mất đi, không có sự diễn như vậy. Nó tiếp tục không ngừng tạo nghiệp như chúng ta, những thân người. Thân người là dựng nghiệp. Trong khi đợi chúng ta tu giới thập thiện, nhưng này dẫn dắt chúng ta đi đầu thai làm người. Được thân người, được thân người đó là quả báo. Nhưng trong lúc thọ quả báo này, chúng ta lại tạo vô lượng vô biên nghiệp chướng. Nhưng này thật là phiền. Giống như thật dịch không khá trong lúa, trong lúa mặt một hạt giống gieo xuống, lại không biết sanh trưởng ra bao nhiêu. Vô lượng kiếp định này, lời Phật giảng trong kinh